Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thấy cái dàn đỗ nhà mình có sai không? Sai chữ chít luôn. Cái dàn đỗ này mình trồng được gần 2 tháng này các bạn. Trồng được gần 2 tháng bắt đầu nó cho quả. Mình hái được 1-2 lứa quả đấy các bạn. Nhưng giờ vẫn đang còn rất là sai các bạn ạ. Sai chữ chít luôn. Mình trồng có hai cái dàn nhỏ nhỏ này các bạn nhé. Ăn không hết. Phải cho bớt nhà hàng xóm các bạn. Đây. Các bạn thấy đẹp không? Bây giờ ăn cái gì mua ngoài chợ rất là sợ các bạn ạ. Kìa, nhà mình có nhà bếp bác bên cạnh trồng nhảy cứu các bạn ạ. Mình thật sự không dám ăn luôn. Thi thoảng lại phun kích thích rồi thuốc sâu rồi đủ các loại thuốc các bạn. Sợ lắm, không dám ăn. Thế nên là các bạn mà nhà nào mà có ít đất đi các bạn, thì các bạn chịu khó trồng ít rau các bạn ăn các bạn. Kia là dàn đỗ to của mình các bạn. Cái dàn này là dàn trồng sau các bạn. Nó bắt đầu giờ mới bắt đầu phát triển. Còn cái dàn này trồng trước mấy tuần đấy các bạn. Giờ nó quả rất là sai. Hôm nay mình chia sẻ cái kinh nghiệm cho đỗ sai quả các bạn nhé. Cái này không phải mình nghĩ ra đâu, mà mình thấy các bác ở quê các bạn ạ. Thi thoảng các bạn lại ra vặt lá đỗ. Mình hỏi là sao các bác lại, lá đang đẹp xanh mướt vậy, các bác lại vặt, các bác bảo là vặt cho nó sai quả đây các bạn. Đây, các bạn nhìn này, những cái lá mà xanh đậm đậm màu ấy, các bạn vặt bớt đi cho mình. Đây, những cái lá xanh xanh này, các bạn lấy tay các bạn vặt bớt đi, thì bắt đầu nó mới tức, nó bắt đầu ra rất nhiều quả các bạn nhé. Nhà mình thi thoảng mình ra vặt các bạn. Bạn vặt bớt những cái lá già này cho mình. Cái này không phải mình nghĩ ra đâu bạn. Mình thấy các bác cứ ra vặt lá đỗ thì mình mới hỏi các bạn. Mình về mình làm thử các bạn cũng thấy đỗ sai thật. Để nó mà tốt nhiều lá tốt quá các bạn thì nó quả rất là ít. Nhưng mà mình tỉa bớt lá đấy các bạn ạ. Đúng, quả ra sai thật. Trồng đỗ cũng không có gì đặc biệt lắm các bạn. Mình thì hay chăm hoa hồng nhưng mà mình thấy trồng đỗ rất là sai quả, thế mình về mình cũng trồng cũng thấy cũng rất là sai các bạn nhìn này, đây là giá đỗ của mình. Mình trồng hồng với trồng lan các bạn, có phân dê ấy. Thế mình cũng trộn luôn luôn phân dê vào dưới gốc các bạn. Cây phát triển rất là tốt. Kể cả hoa cũng vậy, đỗ vậy. Mình cứ cho phân dê vào, mới cả cho ít trấu vào các bạn. Đất tơi xốp mới cả phân, nó có phân đấy. Cây lên rất là đẹp. Mình hoàn toàn không bón cái phân hóa học đâu các bạn nhé. Ngày xưa thì mình hay bón cái phân đầu trâu ấy. Nhưng bây giờ từ khi có cái phân dê ấy, thì mình gần như không bón luôn. Mình chỉ bón mỗi phân dê thôi, với cả tưới nước hàng ngày thôi. Các bạn nhìn thấy không? Sai không? Hai cái vườn nhỏ nhỏ này tí nhặt, tí cấu hết quả phải được gần giỏ bạn. Đây này. Các bạn tỉa bớt những cái lá này đi. Các bạn tỉa bớt lá cho nó quang này các bạn. Thì cây nó phát triển, mới cả nó ra rất nhiều quả. Mà các bạn nhé, mình để ý ấy, đỗ nó rất thích mưa các bạn. Trời mà đang nắng khoảng 1 tuần đấy, mà sau mà có 1 cơn mưa các bạn, sau hoa nó ra đầy các bạn, rất là sai quả luôn. Đây là vườn hồng nho nhỏ của mình. Đây là những cây mình mới ươm các bạn, mới mới thay chậu xong. Đây hồng, đây đây là vườn rau của mình. Bây giờ phải trồng rau thôi các bạn. Nhà có đất phải trồng rau. Đây, đây là cây hải đường của mình các bạn. Cây, đây là những cái cây nhỏ nhỏ này, rau thơm các bạn. Mình vừa mới trồng xong. Đây là rau muống các bạn. Rau muống mình trồng không biết sao mà trồng được 2 tuần rồi các bạn. Cây nó chả lên gì cả. Chưa cái kinh nghiệm. Đây, đây là mùng tơi. Còn đây là mấy cây hoa hồng dễ trần mình, dễ trần mình mới mua, mình mới thay bầu xong. Còn đây là cây mít thái. Cây này đắt phết các bạn, mít thái 150.000 một cây đấy. Đây là cái vườn mới của mình các bạn. Nhà mình mới mua lô đất bên cạnh, mình trồng rau đây này. Đây là rau dền các bạn. Gieo hạt các bạn, gieo nó lên rất là nhiều nhưng mà không biết vì sao nó có to không. Mình chưa có kinh nghiệm trồng rau mấy các bạn. Ai có kinh nghiệm thì chỉ mình với. Đây là cái nhà đam. Trong này là mấy cây dục mùng. Ở đây các bạn này. Ở đây có cái cây sâm đất thì mình thấy mọi người đã bảo ăn trồng sâm đất ăn rất là ngon, là mình mới được đánh về mấy cây mình trồng, mình chưa được ăn thử lần nào. Mình trồng được hơn tuần thì các bạn, cây nó đang bắt đầu phát triển. Đây là dâu đay các bạn, diệp hạt nó mới đang lên bé tí tí. Đây là mùng tơi, rồng một lúm mùng tơi các bạn. Hè này các bạn, sắp đến hè rồi, dâu đay mùng tơi rất là hợp.
Đây là giống dưa chuột các bạn. Đây là đỗ. Đây là đỗ các bạn. Đỗ. Ăn hết cái luống ở dưới kia rồi là chuyển lên ăn đây là vừa. Ồ đây các bạn ơi. Các bạn này mình mới trồng măng tây đi nhé. Măng tây mình gieo hạt đấy. Mình mới vùi xuống hạt xong. Mình muốn măng tây ăn, mình thấy các bạn bảo trồng bằng hạt. Mình cũng ngâm cũng bắt đầu ra rễ nhưng không thích lên đâu. Đây là rau ngót. Đây là sả các bạn. Sả với lá lốt. Vườn nhỏ mà trồng rất nhiều loại. Đây là vườn lan nhỏ của mình. Đây là chuồng gà. Đại ngày đẹp bắt thả gà về các bạn. Chuồng gà này mấy tầng bao này hôm nọ mình nghỉ mình xây. Đây, nó muốn không biết sao mà mình trồng mãi nó chả lên gì kiểu các bạn. Không hiểu luôn. Hay là trời thời tiết nắng quá không biết. Hồng. Mình rất là thích hồng các bạn. Tại vì hồng nó ra hoa quanh năm rất là thơm. Đây, chỗ này được bao nhiêu các bạn? Chỗ này phải ăn mấy bữa mới hết các bạn. Rất là nhiều đỗ luôn. Ôi, vãn này các bạn. À vẫn còn nhiều quả phết. Đây. Đây là cây nhài Nhật của mình. Mình gọi là nhài Tây các bạn. Hoa cực kỳ thơm luôn. Đây là hồng nhung các bạn. Nhung cổ. Cây nhài Nhật các bạn nhé. Chỉ cần 1-2 bông là rất là thơm nhá. Nhưng mà nó ra nhiều này rất là thơm luôn. Cực kỳ thơm. Thơm nước mũi. Chi chi luôn. Một năm hình như nó ra một lần thì sao các bạn. Một năm mình thấy nó nở mỗi lần này. Cực kỳ thơm luôn. Chỉ cần 1-2 bông đã thơm rồi các bạn. Nó ra nhiều này là thơm ngát mũi luôn. Đây. Còn đây là mấy cái đồng tiền của mình. Đồng tiền này là đồng tiền kép các bạn. Rất là đẹp. Vừa rau ăn vừa phải trồng hoa ngắm các bạn ạ. Xen kẽ. Đằng nào cũng mất công trồng mất công tưới các bạn. Nhưng nhà mình chủ yếu là hồng. Mình thích nhất vẫn là hồng. Đấy. Đây. Các bạn nhìn thấy không? Cây hồng của mình kinh khủng không? Không biết phải mấy chục bông hoa. Mấy cả nụ nữa. Cái hoa này thì đẹp thôi các bạn, không thơm đâu. Hoa nó đỏ chót. Đẹp chưa? Ong. Còn ong, hút mật. Ở cạnh nhà mình có nhà nuôi ong các bạn. Đi thoảng nó đến nó hút mật. Đây là hồng tố nữ các bạn nhé. Các bạn thích thì các bạn mua về trồng. Hoa rất là đẹp luôn. Nhưng mỗi tội là không thơm đâu. Con hồng đang chui vào trong khuôn mặt. Đây. Cái này là cây hồng Juliet của mình. Cây này nó hơi thơm thơm thôi. À, nhưng mà hoa rất là to và đẹp. Hoa rất là bền luôn các bạn nhé. Hoa này bền hơn các loại hoa khác nhiều. Cái hoa của nó các bạn này phải hơn tuần. Có một bông lâu phải đến 2 tuần là bông lâu nhất. Đây là cây Sapa. Đây là hồng bạch của mình. Đây. Các bạn nếu mà mua thích nhiều hoa các bạn chơi cái loại này. Cái này là cổ Huế. Hoa sai chíp chít luôn. Đây là nó chưa phải rộ hoa đấy các bạn. Có đặt kín cây luôn các bạn. Một bông nó rất là nhiều. Một cành phải 3-4 bông. Đây nụ đầy này. Là cây Sapa. Sapa cũng không hoa không thơm đâu các bạn, chỉ đẹp thôi. Thoang thoảng này. Hồng nội thơm nhất vẫn là vân khôi các bạn. Các bạn mà chơi hồng thì các bạn làm một cây vân khôi ở vườn thôi. Chỉ cần nó ra 1-2 bông hoa là thơm đức luôn. Đây là cây hồng ngoại của mình các bạn. Mình không nhớ tên, mình mua trên mạng. Không nhớ tên nhưng mà nó rất là thơm.
hoa nhỏ nhỏ lên nhưng mà cực kỳ thơm luôn. Nó thơm gần bằng vân khôi các bạn. Mấy cái hồng con mình mới ươm xong. Đây là cây Sapa. Cây nhỏ nhỏ thôi các bạn, nhưng mà một khi thay chậu lên rất là nhanh.